ngươi đề nghị quyền thay chủ trường cai các mường non thượng sơn trang tập tu thông tỏ phép ba ngàn tập đề tu thông ni tỏ phép ba ngàn chấm ni như chứng ni đắc phong làm thiền sư hòa bình cảnh địa dư tích cũ chốn lâm sơn khí tổ xưa nay lũng vân chất ngất non mây chú viết là cây hà thư hồ
họa suốt mi đê ngày.
lâu xuống đẹp làm sao. Ra hồi cung
lưu thủa hồng bàng, phương danh lưu thủa hồng bàng, thuyền lâm diệu nghĩa đệ tam ma tổ phương nghề thanh gia hồi cung. Tam vị chúa tiên thỉnh mời đệ nhất ni tây thiền chúa giáng trần gia hồi cung. Nguyệt hồ con răng văn ni tiên chúa bói nguyệt hồ bắc giang nghiền thế là nơi quê nhà. Xuống ga hương thô kém đi vào đến từ chúa nguyệt vượt đảo cánh đứng đôi bên lân dân phường bố sắp mai hà châu chùa sơn trang cành khuyên tiếng suối dịu dàng xưa nay kim
cổ mấy ai. Chắc rằng tiên nữ trên trời ý.
về đây bố ca trên sơn trang tố linh hai hoa rào chê khắp đường chim oanh lưu nó rộn ràng cất tiếng ca vang lộc tài chúa mây ban ra bốn phương hội họp để về đây cho càng nhiều ban cho đồng già nhất xa nghèo bông được cho nhiều hơn năm ngoái năm kia thánh đồng con quy xa như phụng thường 30 mùng 1 mười tư hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm mười tư Oh.
xin chú bà chỉ cho. Nhân duyên chồng vợ căn do hợp tan tan được chỉ cho. Vẫn mọi điều trong ngoài hành sự, việc trong ngoài cần bên soi cho ý nghĩa hứa. Quê nhà anh linh hiển thánh nghi chúa bà đệ tam gia người cùng nhang thơm đi tâu trước án tiền thỉnh mời tiên chúa bói thẹn ngờ đồng cánh lâm tung rừng nghề xanh ngăn đi ngắt cửa thường ngàn đề bắt ngát như suối khe non thiêng hiu quanh bốn bề tâm dung nghiệp ca đàn.
thuở xưa. Linh tiên khí thần cơ mi ứng khẩu, phép nhập hồn tính tàu ái hành. Có thì có tự bày bay, không nghi thì cả thế gian này cũng không. Quang đập
khi diêu chút về trên đan duyên nga tích tăng cúng già kim phụng hoàng thân cận thánh chúa thiên trung ương chẳng còn
dù còn bao xa. Chúc về đồng muôn nhà đều kính phục, nét phong tư vẻ thực nghi tài hoa. Chúa tiên linh ứng hay là ý. Châu thổ ngắm cảnh rừng nghỉ tiên chúa cà phê, một vùng phong cảnh nghỉ sơn khê, hồn thiêng sông núi danh tài còn ghi. Trong tích cũ lê triều thái tổ, một thôn nghèo mán đỏ trên nương nam chiều khói tỏ màn sương.
tử vi, xem tướng như thần bói trong gia sự, mười phân vẹn mười. Đoán thần tướng thương dân chính đạo dài hạn tái, chỉ bảo bất nữ dân loài tàn bạo bất lương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chim kêu vừa nót hạc bình rừng hoa mùi son mà vẫn già ý nghĩa à. Ra ngờ, thơm thơm tóc phường già già đứng thăm áo chạm khăn lưng đeo bì xà tinh tài hoan vàng vòng ngọc kim cương ấn phù đạo pháp cương thường thanh gia người cùng phục mạc đế định nghi tôn quan đi vâng mệnh đế định nghi giao sát quỷ chỉ tình quan đớn chấp tà đề nhất tôn quan thịnh mời nhất bóng tôn quan này làm chắc giang hồi loạn ngưng đồng ra người cùng giám sát quản cai trên thượng ngàn đi giám sát huyền cai thông chi thiên địa khắp sai đại thần thank you.
giám bản đền quan về chứng giám bản đền tả văn lưu võ lượng ba đáo đạn lịch truyền quân bộ hai hàng. Văn sơ dựng nên thương lai văn sơ dựng nên quan vì tống đôi chép biên dành dành thì cho đề tử trường sinh. Thơ Lý Bạch
thì coi chi. Nằm xem hoa cúc hoa kỳ, hoa lan hoa huệ tứ kỳ, nghi bách hoa vườn thường nguyện trăm hoa đua nở ý, con lớn ngắm trăng thơm đủ mùi hoa. Hoa lan hoa huệ hoa trà, nhưng chỉ có hoa mai là đệ nhất. Đá đẹp lại thơm hương càng ngát, màu trong xo ngọc tràn nào thua mặn mà. Quan thịnh mời bơ phủ vương quan, phương phi diệt bào lọc nhật khác thường hàng tông đối, thiên đình thoại phủ chức phó thần tỷ quy đồ bốn phương. Chốn long dài cầm quyền thanh chúa kinh, phép màu quan tôi tú nghi, tôi lĩnh lệnh truyền thủy bộ chư dinh chính tề đại giáp trời liền nghi trần gian ý nghi.
chiến nhang lòng thành, dâng một chiến nhang công vinh thủy phù, các dinh các tòa thiên đình địa phủ Diêm La. Địa phủ Diêm La thiên đình địa phủ Diêm La, tống về thủy phù vô cha động đình. Có sơ dựng nền hôm nay, có sơ dựng nền quán vì tống đương chép biên dành dành về cho đệ tử trường sinh. Thank you.
dòng xinh bích, hồ quân treo du lịch bốn phương. Có phen tuần tu sông thương trở về tỉnh Bắc quê dương sông Lục Đông. Thuyền rồng ngày trăm mái treo bơi, xích đăng tuấn lạnh đôi nơi đi về. Trải giang khê lên ngàn xuống biển, lánh giang từng quý địa danh lăng. Đền Tử Quan tan tiếng kiệu vàng, Long Môn hồ bán thạch bàn vẫn uy nghi. Trước giữa dòng lênh đênh
chim nổi giữa măng. Chiều thần văn võ mắt quán sai nên đón rước có lẫn để tam về châu. Ngược giờ lâu phán điều đức sai ông đường cứu trợ trần gia một tay thái tử đệ tam cứu sinh cùng lắm ngày đồ oan. Ông đã về chầu nhân đức cứu muôn dân đi vạn ức siêu sinh. Rồi ông về chốn thoải cung hương phù đệ tử hưng long thọ trường. Người cung ban phong sắc rồng kỳ chói chói ban phong quyền quan đệ tứ uy hùng dày vàng ra quê cùng chính quan quê nhà phủ Ninh Giang chính quan quê nhà danh lam cổ tích một tòa ngôi cao. Thiên tội văn cơ quan tuần bây giờ ngài chắc dáng anh linh trước là bảo điện địch sau là thu chóc ta tích phép đầy uy ra trần thế biết tay
văn sớ dâng lên quan về tâu sớ hai chép biên cho thường phê cho nhị đẳng thường sinh chư phu chư quý khang định thọ trường phê cho dũng mạnh nơi đường lại thêm bốn chữ thương thượng đế đa bốn phương phẳng đẳng tai qua sống tranh
Ngôi đền kỳ cung cổ
tích vẫn còn ngàn. Nghiêng nước danh tung hoành rung ngược, cánh non bồng nước nhược bồng lá. Khi chơi bạn chúc bạn mãi, bạn loan tiệc ngọc vui vầy sướng ca. Trên mát ngát long trồng hộ phục nghi, nốt tam đầu uốn khúc trâu lên. Lần dần phượng mũ đôi bên, quan tuần chắc dáng ngự trên sập rồng. Sắc ban phong kiếm chi tam giới, hay chóc tà sát quỷ trừ tình. Tôn quan vạn phép muôn linh, quyền ông cai quản thiên binh nhà trời. Ngự đồng chơi mình quyền bóng quý, lỡ nguy trời thủy khí đoan trang. Quan lớn tuần hiển hách ai đang, ra tay tế độ trần gian con được nhờ. Bạch cổ ông lên trầu thượng ngân.